Kính thưa anh chị em, những hình ảnh chúng ta đang thấy là đi đàn thánh giá của thứ sáu tuần thánh của anh chị em Gia-rai tại giáo phận Kon Tum. Lẫn trong đoàn người này, chúng tôi nhìn thấy cha sở dòng ngôi lời, nhìn thấy chị em chúng tôi, các nữ tu Đa Minh Rosalima đang phục vụ các giáo điểm trên đây. Ngày hôm nay là thời gian đau khổ tột cùng của Đức Giêsu Kitô. Cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô được xem là trọng tâm và đỉnh cao của phục vụ Kitô giáo.